Chào tất cả các anh em nhé. Hiện tại thì em có một cây sung rất bé thôi ạ. Đây các bác nhìn này, đo bằng gang tay của em này. Đó. Đây. Tính từ phần chỗ từ chỗ này xuống đây là phần rễ nhá. Từ cái chỗ phần này là cắt lên này bằng một gang tay này. Chưa đến hai gang tay, nó chỉ tầm khoảng 40 phân. Cây sung của em đã được ra khóa rồi. Cái sung này thì em trồng 2 năm. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, ra khóa ngay. Sau 2 năm thì cứ cắt nước lẫn chủ yếu là cho nó ăn hạn chế, nó đã ra quả. Cây sung này thì chắc sau nhờ các bác tư vấn giúp để em cắt chỉnh sửa một số các cái cành thừa đi, làm sao cho nó đẹp. Đây em này tính những cắt từ chỗ vết, cái cắt ở chỗ này cũ đây, bỏ cái cành này đi, chỉ để lấy cái cành này, từ cành này xuống, không biết là có được đẹp lắm không, các bác xem tư vấn giúp. Đây thì cái phần cành của nó vẫn được xuống dưới tận dưới ra, cái phần này nó là phần ngọn nhé các bác, từ thân lên 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 phần ngọn, xong nó khi uốn khi nó bị xuống thì nó sẽ có cái cành nó đi lên. Các bác xem giúp và loại bỏ những cái cành nào đi và lên nuôi những cành nào. Chỗ này em tính cắt đến chỗ này đi, để một chòm chỗ này cho nó đỡ trống cái khoáng dưới này, cái cành này nó cho nó buông ra, cắt cái phần kia đi, không biết những cái cành này thì nên đấy những cành nào. Hiện tại cây sung nó đang ra quả, chính vì nó ra quả này nên em lại muốn để chơi bên đấy nữa. Ở trên đây thì rất rất nhiều quả luôn, mới mới ra lần đầu đầu tiên đó, các bác xem cây sung rất bé rồi. Đây, thân của nó để bác nhìn con tay cãi của em này, các biết đó, các bạn nhìn nhá. Cái này trước được bác có một bác ấy chia sẻ ở trên YouTube, không rõ là bác nào, bác ấy có nói là cứ cắt nước 5 lần, mỗi lần cắt là 3 đến 5 ngày. Đây em đang thả nước rồi đây các bác. Đó. Đấy. Đợt trước thì nó cũng ra một lần nhưng em không có đấy, em đi cắt hết các cái cành này này nó đi. Đấy, các bác nhìn mới cái vết cắt này, xong nó mới nòi ra. Các bác xem tư vấn giúp nhé, để em tạo một cây như nào để cho nó đẹp một chút. Đấy như này thì nhìn nó hơi thô. Đấy em nhấc hẳn ra đây cho các bác nhìn. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Bên khoảng một bên này nữa này. Đây cái phần ngược một chút của cây dễ đấy các bác. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, đang ra quả rất nhiều. Cây sung này cũng có thể được gọi là cây sung mini,
Đấy, các bạn nhìn cái xung của em nhá. Đây, những cái dâu đây các bác, nó đang ra rất nhiều đây. Đó, các bác xem tư vấn giúp cho em ấy, cái cành nào lên cắt bỏ đi, cành nào lên giữ lại. YouTube thì các bác tìm ở trên kênh Thụy Garden, còn trên Facebook các bác tìm đến kênh Thụy Thụy nha. Các bác tư vấn giúp em, comment giúp em với, nên là loại bỏ những cái cành nào. Cành đây em phải gọi là phần là cành trên, đây phải gọi là phần phía dưới. Cành này thì chắc cho sau em sẽ bỏ đi, cắt hết chỗ phần này đi. Đấy, các bác xem có thể tư vấn giúp em ấy. Để cho nó ra được một cây sung cho nó đẹp hơn. Và mấy hôm nữa thì em sẽ đi tìm được một cái chậu đẹp để cho lên. Và theo các bác là đối với cây này thì nên có cắt bớt cái phần rễ ở dưới không, và lên để chậu tròn hay là chậu vuông hay là chậu hình chữ nhật. Các bác comment ở phía dưới giúp em ấy. Nha, các bác sẽ tư vấn giúp em ấy, xem cây này nên bỏ đi cái phần nào và nên giữ cái phần nào. Video của em đến đây là kết thúc. Xin chào các bác nhé. Chúc các bác một ngày đầu tuần thật là vui vẻ.